Giới quan sát cho rằng việc Nga tiến triển trên chiến trường sẽ khiến Ukraine khó có thể đàm phán ở vị thế mạnh mẽ. Trang Ukrinform dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Mỹ sẽ dành một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 400 triệu đô la Mỹ. Con đường gia nhập NATO của Ukraine là không thể đảo ngược và giờ Ukraine đang đi trên con đường đó. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm Kiev vào ngày 11 tháng 9. Tại sao từ ngày 6 tháng 8 năm 2024, khi Ukraine đưa quân tiến công vùng biên giới Kursk của Nga, đến tận thời điểm này, rất gần ngày diễn ra cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, Điện Kremlin mới tăng tốc tiến công Ukraine? Biên tập viên Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bình luận Quốc tế. Thưa quý vị, trong những tháng gần đây, lực lượng Nga chủ yếu tấn công ở mặt trận Donbass với tốc độ tiến công nhanh nhất kể từ khi mở chiến dịch quân sự vào năm 2022. Ẩn chứa đằng sau những diễn biến quân sự này là gì? Xin mời quý vị cùng đi vào bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đi vào bình luận thì biên tập viên Nga Vũ xin kính mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại tỉnh Kursk, Nga, lực lượng nước này ngăn chặn nhiều cuộc phản công cũng như tấn công vào các cứ điểm của Ukraine tại khu định cư Komakov, Nizhny Klin, Novoya Vanoka, Novipud, Lekovo, Cherkasskaya Konopenka và Cherkasskoye Poreshnoye. Các cuộc tấn công dồn dập của Nga đã khiến Ukraine mất hơn 260 quân, 16 xe bọc thép, 6 khẩu pháo, 4 xe cơ giới và 2 trạm tác chiến điện tử. Cạnh đó, theo hãng thông tấn TASS, bộ này cũng cho biết quân Nga tấn công các địa điểm năng lượng, sân bay quân sự và xưởng sản xuất UAV của Ukraine trong ngày 21 tháng 10, đồng thời cập nhật tình hình hoạt động của các nhóm tác chiến. Trong đó, nhóm tác chiến phía Tây, nhóm tác chiến trung tâm và nhóm tác chiến phía Nam đã gây ra nhiều thương vong, thiệt hại cho Ukraine nhất. Nhóm tác chiến phía Nam ngăn chặn được các cuộc phản công của Ukraine, cũng như tấn công, gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu định cư Serebryanka, Siversky, Verdnekamenskoye, Ivano-Derevka, Minkovka, Stupochki, Peretechino và Kurakovo ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là 720 lính Ukraine thương vong, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Krav do Ba Lan sản xuất và 1 pháo lựu FH-70-15 do Anh sản xuất bị phá hủy. Nhóm chiến đấu trung tâm gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Drezinsk, Cherubinovka, Nikolayevka, Selidove, Sukurino và Kurakova tại tỉnh Donetsk. Những cuộc giao tranh này khiến 430 lính Ukraine thương vong cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị quân sự bị phá hủy. Nhóm chiến đấu phía Tây đã giành được những vị trí thuận lợi và gây thiệt hại cho quân Nga gần các khu định cư Petropavlovka, Kupiansk, Novosinovo, Krugialovka và Novopalatonovka ở tỉnh Kharkov, Nadiya ở Lugansk và Toroske ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là Ukraine mất 350 lính cùng một số phương tiện và hệ thống pháo. Thưa quý vị, biên tập viên Nga Vũ xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời đặc biệt quen thuộc trong chương trình ngày hôm nay, chuyên gia Lê Văn Cương. Kính chào quý vị khán giả. Ông là phó giáo sư tiến sĩ triết học, thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, thiếu tướng Lê Văn Cương. Cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa chuyên gia, hiện tại thì Nga đang tăng tốc để tiến công vào Donbass, Ukraine và có thể nói là cuộc tiến công mạnh nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vậy thì chuyên gia có thể phân tích tại sao lại là thời điểm này và thời điểm có thể nói là cách cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 đang rất gần ạ? Vấn đề bạn nêu ra là vấn đề đáng bình luận, đúng là một vấn đề mà thế giới rất quan tâm. Cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến 20 giờ. Có thể là qua 3 giai đoạn. Mình nói về lịch sử một tí. Giai đoạn đầu tiên là từ 24 tháng 2 năm 2 đến cuối năm 2. Có thể nói là cái giai đoạn này là giai đoạn Nga không thành công. Nếu không muốn nói là thất bại. Đánh vào các cốp hỏng, đánh vào Kiev cũng được. Lùi xuống phía Nam. Đến cái tháng 10, tháng 11 năm 2022 là phải rút khỏi Cây Sơn. Cuối năm 22 là cái năm đen tối nhất đối với Nga, có thể năm Nga thất bại. Sau thất bại của năm 22 thì có lẽ Nga rút kinh nghiệm những cái sai lầm của mình đi chiến trường, tổ chức lại phòng thủ. Bắt đầu từ năm 23, với một cái thắng
đang lên như cồn diễn quyền của Kiev đó, cuối năm 22 á. Tôi muốn nhắc lại các bạn một tí là cái không khí của tháng 12 năm 22 có thể nói là cái thế chiến trường là thuộc về Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky sang Hoa Kỳ được Quốc hội Hoa Kỳ mời đọc diện thông điệp trước hai viện, Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Và sau khi mà Tổng thống Ukraine đọc thông điệp trước cái lượng viện của Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2 á, thì các bạn có biết không, cả cái tờ báo lớn nhất hành tinh này như là New York Times, cái tira còn là 7-8 triệu bản cơ, Washington Post đã đưa ra những bài mà có những cái nhà báo đã viết, thì có bài viết thế này này: tại cái diễn đàn Quốc hội Mỹ từ năm 45 bây giờ chỉ có hai người để lại dấu ấn, đấy là Churchill. Churchill thì ai chẳng biết, cựu thủ tướng Anh. Năm 46 khi Churchill đến Quốc hội Mỹ là cả Quốc hội Mỹ đứng dậy quán hô rầm trời lên. Người thứ hai là Zelensky, đây là báo chí Mỹ cá người Zelensky. Như vậy, như vậy là 6-70 năm chỉ có hai người tạo dấu ấn ở Mỹ là Zelensky ngang với Churchill cơ mà. Chứ còn cả hàng chục nguyên thủ, tổng thống, thủ tướng các nước khác đến diễn thuyết trên Quốc hội Mỹ không ai để lại dấu ấn cả. Đây là cái không khí của thể là nhà hào quang bao phủ lên cả Kiev, cả Washington, cả Bruxelles. Cái không khí hào quang chiến thắng vào cuối năm 2022. Nhưng mà trong cái bối cảnh Nga bị tổn thất lớn và thất bại như vậy thì Nga rút kinh nghiệm, bộ phòng lại năm 2023 tổ chức chiến thuật khác. Với không khí thắng trận như vậy thì Tổng thống Zelensky là hào hứng tuyên bố là sẽ đè bẹp Nga vào năm 2023. Rồi thằng Giêng không phản công, thằng 2 không, thằng 3, thằng 4 không. Mai mong 4, thằng 6 năm 2023 thì mới phản công. Kết thúc năm 2023 thất bại hoàn toàn. Cuối năm 2023 đầu năm 2024 này buộc lòng chính quyền Joe Biden phải thay đổi lại mục tiêu. Nếu như cuối năm 2022 chính quyền Joe Biden và Liên minh NATO đặt ra mục tiêu là gì? Hỗ trợ Ukraine để đè bẹp Nga, đánh bại Nga thì chiến trường Ukraine sẽ nạt được Nga ra. Cái thực tiễn năm 2023 nó nghiệt ngã, nó đau đớn đối với Washington, Bruxelles, và buộc Washington phải điều chỉnh mục tiêu. Bây giờ hóa ra là không thể đè bẹp Nga, không thể đánh Nga thất bại trên chiến trường Ukraine được, buộc lòng phải điều chỉnh. Từ cuối năm 2023 đầu năm 2024 này hai lần điều chỉnh. Điều chỉnh thứ nhất, hỗ trợ bằng mọi cách để Ukraine không thất bại. Và gần đây thì họ bí mật trao đổi với nhau, Bruxelles và Washington trao đổi với nhau, có khả năng buộc Ukraine phải chấp nhận một phần lãnh thổ thuộc Nga, tức là rút xuống mục tiêu đến mức 7. Đầu năm 2024 này là Nga trên chiến trường 1.000 cây số, Ukraine là Nga ở thế tấn công. Ukraine lùi từng bước một. Trong bối cảnh bị động đối phó và thua thiệt như vậy thì chính quyền Zelensky lại mở cái mặt trận ngày 6 tháng 8 năm vừa rồi, năm nay, tấn công với tỉnh quốc của Nga. Đó là lượng tinh nhuệ nhất, khoảng 12.000 lính tấn công một quốc. Và dự đấy, chỗ này suốt tháng 8, tháng 9 thì dư luận quốc tế, dư luận cả Nga, cả châu Âu và cả Mỹ có nhiều cái phán đoán đánh giá khác nhau lắm. Có dư luận cho rằng là thật ra thì Nga kéo căng lên mặt trận 1.000 cây số không đủ sức mà đối phó với cái đội quân tinh nhuệ Ukraine ở quốc nữa. Cũng có cái dư luận cho rằng là Nga đang nhử Ukraine vào đây để đánh trận lớn. Tôi thì không thiên vào dư luận nào cả, nhưng tôi nghĩ rằng là cái tháng 8, tháng 9 là Nga khó khăn. Những cái tháng 10, đúng như bạn nói, thế giới chứng kiến cái tháng 10 và rồi tháng 10 này, trên toàn bộ chiến tuyến 1.000 cây số Donbass, kéo tận Kharkov, quân Nga chủ yếu ở thế tấn công, quân Ukraine lùi từng bước một, bỏ rơi từng vị trí chiến lược quan trọng một. Đây là cái bối cảnh chiến trường của cái tháng 9, tháng 10 năm nay. Tháng 8, tháng 9, quân đội Nga tấn công quân đội Nga tại quốc, nhưng mà trạng thái cầm chừng, tiến rất chậm từng bước nhỏ. Tại sao từ tháng 10 bây giờ
trên cái mặt chiến tuyến 1.000 cây số ở Ukraine, Nga phản công dồn dập, đặc biệt là quốc. Nga lại lực lượng ra mà huy động cả 60.000 quân bao vây quốc, tấn công quốc. Còn những đơn vị cả đài đội quân đội Ukraine phải đầu hàng. Thì vấn đề ông chỉ nêu ra là tại sao cái thằng 10, cái trận tuyến, cái chiến tuyến 1.000 cây số Nga đánh dồn dập như vậy, để Ukraine có thể hoàn toàn bị động rút lui. Thảm hại ở quốc gần như hết đến giờ phút này. Ngày hôm nay tôi nói cho các bạn rằng là còn khoảng 8-9 ngàn quân Ukraine ở quốc nữa, cũng ở trong cái trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Tại sao cái việc này có phải là Nga không đủ năng lực làm thằng 8-9 đâu ạ? Tôi không tin như vậy. Nhưng vấn đề bà nếu ra tôi là hay ở chỗ này, này. Tại sao cuộc tấn công mang tính quyết định tạo ra bước ngoặt trên chiến trường của Nga tại cái trận tuyến ngàn cây số của Ukraine và tại quốc đó, càng giáp đến bầu cử Mỹ thì tấn công của Nga càng quyết định? Phải chăng đây là có ý đồ chính trị phía sau cái tấn công quân sự này? Không phải ngẫu nhiên đâu ạ. Chúng ta chỉ còn một tuần lễ nữa, hơn tuần nữa thì bắt bầu cử Mỹ. Tôi cho cái tuần này 10 ngày sắp tới đấy là 10 ngày mà cuộc chiến quyết liệt hơn. Và tôi dự báo có thể là không đúng, bởi vì thưa các bạn, cái dự báo những vấn đề về chiến sự thì rất khó khăn, phần lớn là thất bại thôi. Nhưng mà tôi thì hay liều, tôi nói rằng trước mùng 5 tháng 11, trước khi bầu cử Mỹ, Nga sẽ có một cuộc tổng phản công, đuổi hết quân Ukraine ra khỏi cuộc. Để làm gì? Để gián tiếp gửi một thông điệp đến 338 triệu người Mỹ. Các bạn xem, Hoa Kỳ đổ ra 126 tỷ đô la đây để làm gì? Buộc lòng cái nhóm cử tri chứ đúng còn phân vân chứ biết bỏ cho ai nữa. Họ phải tính toán lại. Còn nên bỏ cho ông Trump hay là bỏ cho Mahari? Cho nên vấn đề bạn nêu ra là rất hay. Tôi cho vấn đề nó không phải ngẫu nhiên đâu. Có tính toán chính trị của nó. Phía sau quân sự là vấn đề chính trị. Ý đồ chính trị thực sự. Thật ra thì cũng không phải là Tổng thống Putin mong muốn Tổng thống Donald Trump thắng đâu ạ. Dư luận nghĩ như vậy tôi cho không đúng. Cả năm trời này thì dư luận Hoa Kỳ, dư luận châu Âu và thế giới cứ nghiêng về cái phân tích, cái lý giải rằng là Tổng thống Nga Putin là muốn Donald Trump thắng. Là vì tuyên bố ông có nói rằng là tôi mà chỉ 24 tiếng là tôi giải quyết xong cuộc chiến tranh Ukraine thôi. Cái dư luận như vậy thì tôi thấy ý kiến tôi là khác ấy. Cẩn thận về Tổng thống Donald Trump. Hai khả năng ngang ngửa như nhau thôi ạ. Khả năng thứ nhất, nếu Tổng thống trở lại Nhà Trắng Tổng thống đó, thì có khả năng ông ta sẽ cắt viện trợ, giảm viện trợ, ép nhân cái phải ký với Nga. Đây là một khả năng mà không loại trừ. Mà dư luận nghiêng về khả năng này. Nhưng tôi lại nghiêng về khả năng đối lập. Khi mà không ép được cả Zelensky và Nga ngồi bàn đàm phán á, thì thậm chí Tổng thống Donald Trump sẽ đầu tư lớn hơn nữa, thậm chí có những quyết định liều lĩnh đưa quân sang làm bùng nổ chiến tranh đấy. Chứ đừng nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump là nghiêng về Putin, không có đâu, hoàn toàn không có. Cái khả năng Trump trở lại Nhà Trắng cũng có thể là kết thúc chiến tranh cũng có, nhưng mà khả năng làm chiến tranh bùng nổ, chiến tranh lớn hơn thì tôi cho nhiều hơn đấy ạ. Con người này với tính cách vô thường như vậy thì đừng có nghĩ một chiều. Cho nên vì thế mà không dưng mà cách đây 7-8 tháng, một phóng viên nước ngoài có phỏng vấn Tổng thống Nga Putin rằng là dư luận cho rằng là ngài có vẻ như ủng hộ, mong muốn ông cựu Tổng thống Donald Trump thắng cử. Nhưng Putin nói rất hay, ông Putin là trời ơi, tôi chẳng ủng hộ ai cả, họ như nhau cả thôi. Chỉ có điều là đối với Mahari thì là dễ đoán định hơn. Đối với ông Trump thì khó đoán, không biết ông làm cái gì cả. Chứ đừng nói tôi ủng hộ ai. Cái trả lời rất khôn ngoan của ông Putin mà tôi muốn dùng câu này để nói với các bạn rằng đừng có sai lầm dựa vào cái dư luận của Mỹ phương Tây nói rằng Putin là mong muốn Donald Trump thắng, không có đâu. Donald Trump vẫn hai khả năng 50-50 thôi ạ. Một là ông thật khả năng ép buộc Zelensky phải chấp nhận đàm phán với Nga, chấp nhận từ bỏ phần lãnh thổ. Nhưng nếu không được, ông ta sẵn sàng lại quay ngược lại 180 độ. Cho nên vấn đề của bà nêu ra là gì? Nga tấn công tổng lực, có thể nói là gần như tổng phản công từ tháng 10 nữa, ở trên cái chiến tuyến 1.000 cây số ở Ukraine và tại cái tỉnh quốc.
tôi cho là có ý đồ chính trị, nó sát vào ngày bầu cử để gián tiếp gửi một thông điệp cho cử tri Mỹ. Họ nên tỉnh táo lựa chọn. Cho dù là những vấn đề đối ngoại không phải là chủ yếu, nhưng mà trong bối cảnh cuộc bầu cử Nam Bộ này đặc biệt quan trọng. Cuộc chiến Nga-Ukraine không thể vào trong vì là phiếu của họ được. Cuộc chiến của Israel với Hezbollah Hamas không thể vào bầu cử của họ được. Thậm chí mức độ nào đấy vấn đề Triều Tiên cũng tác động là phiếu của họ. Cho nên vấn đề đồng chí nếu ra rất hay, tức là bạn xem cái là cái tấn công của Nga vào tháng 10 này tại cái chiến tuyến 1000 cây số và quốc, tại sao nó dữ dội mà mang tính quyết định như vậy? Nó có vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ chứ không phải ngẫu nhiên, có thể nói như vậy. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì theo như những gì mà chuyên gia vừa nhận định, nếu như có một cuộc tổng lực của Nga xảy ra trước ngày bầu cử Mỹ thì kết quả của bầu cử Mỹ sẽ nghiêng về ứng cử viên nào? Giả sử nhé, giả sử trước năm tháng 11 mà Nga quét sạch quân Ukraine khỏi quốc, thì tôi cho rằng có lẽ cử tri Mỹ sẽ nhận ra một điều rằng là cái thất bại của chính quyền Joe Biden trong canh bạc Nga-Ukraine. Và khi mà họ mà đánh giá thất bại thì chắc chắn họ sẽ không ủng hộ bà Hillary. Cho rằng họ chưa chắc là tin ông Trump này kết thúc chiến tranh là có lợi cho Mỹ. Nhưng mà họ thấy rằng là quả thật Nga mà giải phóng cái quốc mà trước một năm thì một vừa rồi, thì rõ ràng cử tri Mỹ nhận thức ra là cái thất bại và sai lầm của chính quyền Joe Biden. Mà chắc chắn bà Hillary phải chịu trách nhiệm một phần chứ ạ, phó tổng thống. Và như vậy thì họ phải lựa chọn một cử tri khác, một ứng viên khác, lại là ông Trump thôi. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Thưa chuyên gia Lê Văn Cương, thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc Ukraine xin gia nhập NATO thì mới đây Ngoại trưởng Pháp đã đến Kiev trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine, mặc dù nhiều nước đồng minh khác trong NATO còn quan ngại về điều này. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch 5 điểm, trong đó có lời kêu gọi NATO ngay lập tức mời Ukraine gia nhập khối. Ngoại trưởng Pháp Barrot bày tỏ ủng hộ ý tưởng mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức. Ông cho biết Paris đang thảo luận với các đồng minh về vấn đề này. NATO từng tuyên bố Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự này vào một ngày nào đó, nhưng cũng khẳng định Kiev không thể tham gia khi đang có xung đột với Nga, vì điều này có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Đến nay, các nhà lãnh đạo NATO vẫn né tránh trả lời trực tiếp về đề nghị của Ukraine liên quan đến lời mời gia nhập khối. Trong khi đó, ba nước Đông Âu đã có phản ứng khác nhau về kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU vừa qua. Trong khi Slovakia và Hungary phản ứng có phần gay gắt, thì Ba Lan cho rằng kế hoạch này sẽ cần được đánh giá lại sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Trong khi đó, Thủ tướng Orbán tuyên bố Hungary không chấp nhận kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky vì kế hoạch này không có lợi cho Hungary. Về phía Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk cho biết nước này vẫn ủng hộ mở rộng triển vọng tư cách thành viên NATO cho Ukraine, tuy nhiên rất khó để xác định tính thực tế của kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky vì điều đó phụ thuộc nhiều vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chuyên gia đánh giá thế nào về việc Ngoại trưởng Pháp và Tổng thư ký mới của NATO đề nghị Ukraine sớm gia nhập NATO ạ? Ở chỗ này thì vấn đề bạn nêu ra tôi muốn tách bạch hai vấn đề. Một vấn đề Ngoại trưởng Pháp và vấn đề Tổng thư ký mới của NATO. Tôi muốn nói với các bạn là cái lịch sử của Tổng thống Pháp Macron trong cuộc xung đột Nga-Ukraine này nó thay đổi qua hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 22 đến cuối năm 22 tháng 10 gì đấy, thì có thể nói Tổng thống Pháp Macron giữ được thái độ khá cân bằng giữa hai bên Nga và Ukraine. Tôi nhớ rằng thì tháng 7 năm 2022, trong một cái diễn đàn châu Âu đó, trong một cái tiếp cận đông người, thì Tổng thống Pháp Macron đã đưa ra một ý kiến rằng chúng ta không được làm nhục Nga. Vì kết thúc chiến tranh thế nào chúng ta cũng phải hợp tác với Nga, phải để mà ngách cửa sau này hợp tác. Thì tôi cho cái thái độ của Tổng thống Macron từ tháng 2 đến tháng 7 như vậy là khá khách quan. Nhưng mà sau đấy có thể là cái tác động bên ngoài là do cái tháng 9, tháng 10, tháng 1 và cuối năm 2 là Nga rút khỏi Cây Sơn và ở thế thất thủ. Đấy là một nguyên nhân thôi ạ, chứ còn nguyên nhân khác nữa ạ. Bắt đầu cuối năm 2 thì
Tổng thống Macron theo ngôn ngữ của phương Tây là trở cờ quay 180 độ. Từ cuối năm 2022 đến bây giờ, Tổng thống Macron đứng hẳn về phía Mỹ. Ngày 26 tháng 2 vừa rồi đây, trong năm nay, cái đây mà 8 tháng này, Tổng thống Macron tuyên bố là chúng ta không nên loại trừ các nước NATO châu Âu đưa quân đến đánh Nga trên lãnh thổ Ukraine. 26 tháng 2 năm 24, đỉnh cao nhất chính ra là Tổng thống Pháp yêu cầu đưa quân của NATO đánh Nga trên lãnh thổ Ukraine, nhưng là thực chất là một cuộc chiến tranh giữa NATO với Nga. Cái điều này được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phản đối. Đến bây giờ Tổng thống Joe Biden cũng phản đối chuyển nước NATO vào đánh Nga tại Ukraine. Olaf Scholz phản đối. Tại sao Tổng thống Pháp Macron lại có một cái thay đổi như vậy? Và bây giờ cái ngoại trưởng Pháp đến Kiev lần này cũng vậy thôi, nằm trong cái mạch, cái tư duy của Tổng thống Macron thôi. Chứ ta đừng bàn ngoại trưởng Pháp làm gì cả. Phải chăng qua cái việc này làm cái việc mà tiếp tục tiếp cận chống Nga theo cái phương pháp của Mỹ, trong khi Olaf Scholz lại hừng hờ và lại chôn bước. Nên nhớ là từ đầu năm 24 này, Thủ tướng Đức, Liên bang Đức Olaf Scholz năm 23 là rất là tích cực, gần bằng Pháp trong ủng hộ Mỹ chống Ukraine. Cái năm 24 này Olaf Scholz có thay đổi. Olaf Scholz hoàn toàn phản đối chuyện đưa quân đến NATO đến lãnh Nga tại Ukraine, phản đối cung cấp cái vũ khí tầm xa, phản đối cái việc cho phép Ukraine đánh sâu lãnh thổ Nga. Phải chăng hai cái trụ cột của châu Âu, Liên minh châu Âu là Pháp và Đức, cái hành động của Thủ tướng Đức Olaf Scholz chắc chắn là Mỹ không vừa lòng rồi. Nhưng hành động của Macron phải chăng là có mục đích lấy lòng Hoa Kỳ? Vì dưới con mắt của Washington, các bạn phải hiểu cái lịch sử văn minh của châu Âu và văn minh Anglo-Saxon. Trong gần 40 quốc gia châu Âu thì cái người mà ghét Mỹ nhất, chống Mỹ nhất vẫn là người Pháp. 200 năm nay rồi chứ không phải bây giờ đâu ạ. Từ khi thành lập nước Mỹ bây giờ thì trong châu Âu thì người Pháp vẫn ghét Mỹ nhất. Trung thành nhất về Mỹ vẫn là Vương quốc Anh. Vì người Anh tạo nước Mỹ mà. Hoa Kỳ có hai đồng minh thân cận nhất thế giới hiện nay. Một là Israel ở Trung Đông, hai là nước Anh ở châu Âu. Chứ còn thật ra thì đối với Nhật, vì Hàn Mỹ không tin lắm đâu, vừa phải thôi ạ. Nước Anh là Anh về Mỹ là 100% như nhau. Trên cái chuyện mà quay trở thái độ chống Nga mà cách quyết liệt của Macron từ cuối năm 23 bây giờ, nó phải chăng còn có nguyên nhân là muốn tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ? Trên khi ta bàn đến cái chuyện ngoại trưởng Pháp và đến Kiev thì ta bàn phía sâu hơn là bàn cái quan điểm của Macron. Khi trước con mắt của giới diều hâu phương Tây là Olaf Scholz là thậm chí là bây giờ không được quan trọng rồi, thì ông ta muốn phát nguồn cơ là nguồn cơ lãnh đạo châu Âu, phải chăng như vậy? Như vậy là phương Tây thì nhất là Mỹ, thứ hai Pháp, phải chăng là thế? Đấy là ý đồ chính trị của Macron. Chứ thật ra thì ông làm chuyện này chẳng có lợi, chẳng mang lại lợi cho nước Pháp cả. Mang đúng cái cá nhân là chủ yếu thôi. Nhưng hành động Macron trong cuộc chiến Nga Ukraine này không mang lại lợi gì về kinh tế, về chính trị cho nước Pháp, còn quả Pháp. Ông muốn lăng xê cái hình ảnh của ông thôi. Đối với thế giới phương Tây, đối với Mỹ, và muốn qua đấy có lẽ như là muốn giành một cái vị trí số 1, cái người cầm quân cầm cờ ở châu Âu chăng, Liên minh châu Âu chăng. Trên khi ta bàn đến ngoại trưởng Pháp và đến Kiev, phải bàn đến Macron. Chứ còn cái tổng thư ký NATO hiện nay nữa, thì thật ra con người này thì cũng là bản sao của Mỹ thôi. Cái tổng thư ký của NATO thì làm nhiệm vụ biểu rô thì có gì đâu ạ. Cái quyền nằm ở lâu lắm góc chứ. Cái quyền chiến tranh nằm ở lâu lắm góc, còn nằm ở Washington chứ. Cái tổng thư ký này thì có việc gì đâu mà. Bureau điều hành hoạt động của tổ chức NATO thường trực ở Bruxelles, việc này việc kia, rồi là đốc thúc cái đầu tư 2-3% GDP vân vân, điều quân đến kia thôi. Cái tổng thư ký mới của NATO này thì cũng là phiên bản của Mỹ, phiên bản của Rothenberg ngày xưa. Ông ta không thể nói khác người tiền nhiệm được. Thậm chí
ông ta muốn để một dấu ấn khác người tiền nhiệm. Tôi dứt khoát, tôi phải làm thế này. Trên cái ý tưởng mà ông ta đưa ra là kết nạp nhanh chóng Ukraine là vì ý tưởng bắt đầu từ tổng thư ký mới của NATO đấy ạ. Chứ còn trước đây thì Stoltenberg cũng nói rất cẩn thận, chắc chắn Ukraine sẽ vào NATO thôi, nhưng con đường còn dài, đấy là tương lai. Quan điểm của Stoltenberg như vậy. Chứ còn bây giờ tổng thống mới, tổng thư ký mới thì họ nói loang nó kết nạp, sẵn sàng mới Ukraine gửi cho mới kết nạp bây giờ. Thì cái điều này cũng là muốn mang dấu ấn cá nhân thôi, để phân biệt mình cho mọi người tiền nhiệm, mình là người hung hăng lắm, mình là người có vai trò lắm, để làm vừa lòng Washington thôi, tất cả lấy lòng Washington thôi. Chứ nói thật với các bạn, châu Âu là cái gì? Châu Âu là con rối trong tay Mỹ thôi ạ. Toàn bộ 27 nước châu Âu cùng Vương quốc Anh là con rối trong tay Hoa Kỳ, chấm hết. Hoa Kỳ bảo sao làm vậy. Chứ còn đừng quan tâm đến cái tổng thư ký mới của NATO, cái loa của Hoa Kỳ, của Washington thì chẳng có ý nghĩa gì đâu, không có quyền gì đâu mà. Cuối cùng vẫn quyết định nằm ở Washington, ở Bruxelles, nằm ở Nhà Trắng. Trên vấn đề cái phát biểu của tổng thư ký của mới của NATO hay là ngoại trưởng Pháp đến cái ép này, cũng sẽ không tạo ra cái bất ngoặt, cái dấu ấn gì đặc biệt cả. Phía sau ngoại trưởng là Macron, phía sau tổng thư ký mới của Hoa Kỳ là Washington, phải hiểu như vậy thôi. Chứ đừng nghĩ rằng một vài tuyên bố của ông, chứ còn chúng ta phải chờ tuyên bố chính thức của chính quyền Joe Biden. Joe Biden cũng mong muốn sẽ kết nạp Ukraine vào, nhưng mà hiện nay là chưa phải. Nhưng xung quanh chuyện này thì tôi muốn nói là cái điều mới là thế này nè. Tôi muốn nói các bạn một cái phương án mới, mà phương án này chúng ta phải cảnh giác. Ngoài cái tuyên bố ồn ào của tổng thư ký mới NATO, thì phía sau hậu trường họ nước bạn, theo tôi biết là Washington, Bruxelles nước bạn, chưa công khai nhưng có khả năng sẽ kết nạp Ukraine. Nhưng mà cũng thể kết nạp khi chiến tranh được, chỉ kết nạp Ukraine vào NATO khi chấm dứt chiến tranh. Bởi vì cái hiến chương NATO đó quy định thế này: một quốc gia muốn được trở thành thành viên của NATO thì điều kiện tiên quyết bắt buộc nhất là quốc gia ấy không tham gia vào chiến tranh với ai cả. Quốc gia ấy trong nội bộ không có bạo loạn nội bộ, không có đánh nhau nội bộ. Chứ bây giờ đừng còn đánh nhau với Nga như vậy làm sao vào được. Và hiện nay sau hậu trường họ đứng bàn bí mật với nhau cái phương án sẽ kết nạp Ukraine theo cách: một, Mỹ là chủ yếu thôi, ép buộc Zelensky phải dừng chiến tranh với Nga, dứt khoát không còn chiến tranh nữa, đóng băng rồi đóng băng chiến tranh thôi. Cái vùng nào Nga đang chiếm được gì nguyên thế, cái chiến tuyến mới là bao gồm cả cái Crimea, cả cái Sơn, cả Semonia, cả đến cái Donbass, dừng chiến tranh cái chiến tuyến nào ở trên này này. Tức là cái vùng lãnh thổ nào của Ukraine mà Nga đang giữ thì coi như là để nguyên thế, kết thúc chiến tranh, dừng lại và đóng băng chiến tranh. Cái lãnh thổ Nga đang chiếm vẫn là của Ukraine, nhưng mà không có đòi lại, không chiến tranh gì cả. Thì phương án của họ là buộc Zelensky phải chấp nhận một phương án, tức là dừng chiến tranh, đóng băng chiến tranh. Như vậy là cái vùng Donbass và cái vùng Crimea là Nga đang quản lý, cả cái Sơn nữa, Sepunya nữa. Cái phần còn lại của Ukraine kết nạp Ukraine vào NATO, nó gọi là kết nạp Ukraine vào NATO theo phương thức của Cộng hòa Liên bang Đức năm 1956. Năm 1955 thì là Liên bang Đức đã đầu đơn vào NATO. Bàn đi bàn lại mãi thì có Đông Đức chia đôi. Quan điểm của Đông Tây Đức lúc ấy là gì? Đông Đức là một phần của họ, chúng tôi phải giải phóng Đông Đức, phải thống nhất cả đã. Cuối cùng thì cả nước NATO năm 1955 thống nhất thế này thôi. Cái việc Đông Đức kể họ chấp nhận cái phần Liên bang Đức, phần còn lại này gia nhập NATO. Như vậy năm 55 Liên bang Đức vào NATO, cái phần Đông Đức vẫn còn nguyên thế. Nghĩa là họ sẽ kết nạp Ukraine cái phần còn lại vào NATO, còn cái phần Nga đang chiếm tỷ lệ nguyên thế. Đấy là phương án họ đang bàn.
Nhưng mà Putin cực kỳ phản đối. Là vì trong muôn vàn vấn đề của Putin, của Nga đối với Ukraine, thì cái vấn đề mà không bao giờ Nga thay đổi. Có hai vấn đề Nga không bao giờ thay đổi cả. Một, Ukraine không được vào NATO. Thứ hai, không được bàn Crimea. Crimea là của Nga này. Cả 100 cuộc hội thảo, bàn tròn, bàn vuông, bàn chữ nhật, tam giác gì không được bàn Ukraine. À, bàn Crimea. Crimea là của Nga này. Không bàn, không đưa ra thảo luận gì cả. Cái điều thứ hai là gì? Chỉ chấm dứt chiến tranh khi mà Ukraine thừa nhận nếu về hiện pháp là không dành NATO trung lập vĩnh viễn. Cho nên vấn đề hiện nay người ta bàn tìm mọi cách giữa Nga với Mỹ không thể nuốt được là cái chuyện Ukraine trung lập hay là vào NATO. Cái phương án hiện nay là vì thế. Cái phương án họ bàn hợp bàn trong hậu trường là đóng băng chiến tranh. Buộc Zelensky phải chấp nhận bằng băng. Không đánh nhau nữa. Hết. Thôi cái phần còn lại ông quản lý thì tôi kể nào vào ông phần còn lại. Mình nếu phương án xảy ra thì nguy. Mình Nga mà không chấp nhận cũng khó mà chấp nhận cũng được. Nhưng hiện nay cái phương án mà họ đang bàn có lẽ tôi tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra sau một trong năm tháng 11 sắp tới đấy thôi. Chứ còn bây giờ đến bầu cử Mỹ thì không có cái đột xuất gì đâu. Có đột xuất chăng là ta tạm dự báo là Nga sẽ đuổi hết quân Ukraine khỏi quốc. Chứ còn những vấn đề lớn hơn về cuộc chiến sự này đi đến đâu thì có lẽ bây giờ một năm tháng 11 chưa có gì cả. Nhưng mà cuộc chiến tranh này đang bàn nhiều phương án. Phương án mà đóng băng chiến tranh, kết nạp phần còn lại của Ukraine vào NATO theo phương thức của Liên bang Đức năm 1955, phương án này mà phương án họ đang bàn. Mà nếu như mình kết nạp Ukraine được, những cái này Nga cực kỳ phản đối, có thể nói cơ bản như vậy. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì nói đến Liên minh châu Âu, vậy thì dường như Liên minh châu Âu đang nóng lòng muốn thoát khỏi tình trạng hỗn loạn này hiện nay ạ? Cái điều bạn nói đúng đấy. Thật ra mà nói sau 2 năm chiến tranh ấy, thì một tờ báo Thụy Sĩ cái tháng 12 năm ngoái, một tờ báo Thụy Sĩ có nói thế này này. Có một cuộc tổng kiểm kê chiến tranh từ tháng 2 năm 22 đến tháng 12 năm 23 năm ngoái. Thì hóa ra là người thua thiệt thất bại nhất, thiệt thòi nhất trong cuộc chiến này là châu Âu. Tờ báo Thụy Sĩ nói cái người thiệt hại nhất, thua thiệt nhất, thất bại nhất trong cuộc chiến này là Liên minh châu Âu. Hóa ra là theo Mỹ để bao vây cầm vận Nga và cung cấp chính quyền cái áp đánh Nga không được cái gì cả. Kinh tế suy sụp, chủ nghĩa dân túy phát triển, xã hội rối loạn. Tức rõ ràng là cái cuộc chiến này đã làm cho châu Âu rơi vào trạng thái mà chưa bao giờ khó khăn như thế này cả. Chưa bao giờ khó khăn kinh tế. Chưa bao giờ nội bộ chủ nghĩa, cái bầu cử nghị viện châu Âu tháng 6 vừa rồi, một chuyện tháng 6 vừa rồi các bạn biết rồi. Lần đầu tiên từ năm 45 bây giờ, cái chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc nó vùng dậy, đe dọa đến cái tồn tại của Liên minh. Vấn đề quốc tế Liên minh châu mờ nhạt. Có thể nói kinh tế khó khăn, xã hội thì thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Về mặt ngoại giao thì chưa bao giờ Liên minh châu mất uy tín như hiện nay cả. Vai trò thế thảm là như vậy. Trên cuộc chiến này rồi đang tác động rất lớn đến châu Âu. Không phải chỉ có là Nga đâu, châu Âu là thua thiệt lớn nhất trong cái mạng này. Riêng vấn đề châu Âu thì rõ ràng, mà thật ra thì châu Âu từ chuộc lấy, từ lấy đã ghe với chân mình thôi. Mỹ bảo sao làm vậy? Châu Âu có độc lập chứ không? Không có 1% nào độc lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine cả. Trong cuộc chiến Nga-Ukraine, châu Âu không có một tiếng nói nào cả. 100% theo Mỹ, có thể nói như vậy. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì châu Âu đã có những thay đổi như thế nào trong vấn đề viện trợ cho Ukraine? Thật ra thì bây giờ Mỹ bảo sao họ làm vậy? Phải viện trợ. Nhưng châu Âu lo lắng là ông Trump trở lại. Châu Âu là khiếp nhất ông Trump trở lại. Khiếp ông Trump là vì hai lẽ. Một là gì? Ông ta bắt là phải chi ra 3% GDP. Bây giờ 3 nhưng phải 2 mà nữa. Thậm chí là năm ngoái có lần ông đi diễn đàn tranh cử, ông bảo là nếu quốc gia nào châu mà không chi đủ phần trăm cho GDP cho quốc phòng đó thì tôi bỏ mặc cho ông Putin muốn làm gì làm. Ông chẳng có nói thế cơ mà. Trên châu Âu sợ nhất là gì? Ông có sự kết thúc chiến tranh Ukraine quả lời cho Nga để là dư luận cho họ sợ thôi, chứ còn ta chuyện này ta bàn nhau rồi không có đâu. Nhưng mà mình trong họ vẫn sợ. Thứ hai,
đụng chạm đến kinh tế châu Âu. Nói vậy thôi, chính quyền Joe Biden cũng khôn ngoan, có cái nhân nhường mức độ nào để với lấy kinh tế đối với châu Âu, để đổi lấy châu Âu trung thành với Mỹ về mặt chính trị và an ninh trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Đấy là cái khôn ngoan của Joe Biden, có nhân nhường nhất định về kinh tế đối với châu Âu, để châu Âu ủng hộ Mỹ trong canh bạc Nga-Ukraine. Chứ còn ông Trump thì khác. Quan điểm ông Trump thì khác ông Joe Biden lắm. Trump thì kinh tế là trước hết cái đã. Ông là doanh nghiệp mà, doanh nghiệp thì bao giờ bàn cái chuyện này trước, bàn về cái chính trị an ninh sau. Nhưng rồi đang châu Âu rất sợ ông Trump lên là vì thế. Trên phương diện cả về chính trị, cả về an ninh và đặc biệt về kinh tế. Cho nên hiện nay thì có thể nói từ bây giờ 5 tháng 11 này là châu Âu ở trạng thái là lo lắng nhất. Không có một cái hàn từ biển nào đó cái tâm trạng ở châu Âu cả. Nhưng tôi cho tâm trạng châu Âu hiện nay là khó khăn nhất. Tất nhiên trong nội bộ châu Âu cũng thống nhất đâu. Hungary, Serbia, một số quốc gia nữa là phản đối cái chuyện ủng hộ của Ukraine. Cái người hung hăng nhất là Pháp, Macron. Tất nhiên phải bàn đến cái chuyện tức là ba nước Bân Tây và Ba Lan. Thôi, cái Ba Lan và Bân Tây thì khỏi bàn nữa. Cách đây 20, 30 năm, 40 năm họ đã có tư tưởng chống Nga rồi. Chứ không phải là bây giờ. Ba nước Bân Tây và Ba Lan thì chống Nga từ năm 91 bây giờ rồi. Thật ra thì đấy động cơ chính trị thôi. Bởi vì theo nguyên tắc của Mỹ là mày càng chống Nga thì tao càng hỗ trợ mày. Thế thôi mà. Vì thế cho nên là càng kêu gọi hô hào chống Nga bao nhiêu thì Mỹ đổ tiền bấy nhiêu. Chứ còn thật ra thì người Latvia, người Baltic cũng chẳng phải thù hằn gì với người Nga. Người Ba Lan cũng chẳng thù hằn gì với người Nga. Nhưng mà giữa chính trị chốc vô nó cái lợi kinh tế. Cuối thế kỷ trước thì Ai Cập và Jordan đã đồng ý là thỏa thuận với Israel. Và cuối thế kỷ trước đến bây giờ như vậy phần tư thế kỷ này là hai quốc gia mà được Mỹ hỗ trợ nhiều nhất sau Israel để là Ai Cập và Jordan. Kinh tế mà, kinh tế chính trị đi gắn liền với nhau. Trong quan hệ quốc tế hiện nay không có vấn đề chính trị thuần túy, không có vấn đề kinh tế thuần túy. Kinh tế và chính trị đi liền với nhau. Có thể nói như vậy. Tại sao Ai Cập và Jordan lại bắt tay về Israel từ cuối thế kỷ trước? Cũng là bài toán kinh tế. Khi bắt tay về Israel thì là từ cuối thế kỷ trước Mỹ đầu tư vào quốc phòng và an ninh và kinh tế cho Ai Cập và Jordan. Và bây giờ Mỹ đang bằng một cách thuyết phục Ả Rập Xê Út bắt tay về Israel. Cũng là vấn đề kinh tế và vấn đề an ninh thôi. Đối với châu Âu cũng vậy thôi. Chứ còn ngay châu Âu thì đối với Ukraine và Nga cũng không phải thống nhất. Như Hungary là họ phản đối, Serbia là phản đối, một số quốc gia khác phản đối. Nhưng tất nhiên là họ cũng không đủ sức, không có tiềm lực, không có đủ bản lĩnh để mà ra một cái tuyên bố nào để đi ngược lại được. Là vì cuối cùng vẫn là cái miếng cơm manh áo của người dân là thôi. Thế xin lỗi Thủ tướng Hungary, ông Orbán nói rất hay, rất mạnh. Nhưng có cái vạch đỏ ông ta không vượt qua được đâu. Vượt qua được Mỹ thì nó xử lý ngay. Mà xử lý ngay rồi ngay cái người Hungary người đồng xử lý ông. Chứ trong nội bộ châu Âu có nhiều vấn đề lắm, khác nhau. Thái độ về cuộc chiến này khác nhau hoàn toàn như vậy. Vì lợi ích cả, lợi kinh tế cả. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương về những nhận định đánh giá vừa rồi. Thưa chuyên gia, thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi đang bước vào giai đoạn quan trọng mà các quan chức Nga cho là nguy hiểm nhất khi mà các lực lượng Nga tiến quân và phương Tây cân nhắc về cách thức kết thúc xung đột. Và dường như kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sẽ liên quan trực tiếp đến cuộc chiến Nga-Ukraine. Trước khi kết thúc chương trình Bình luận quốc tế ngày hôm nay, biên tập viên Nga Vũ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại những đánh giá nổi bật của chuyên gia Lê Văn Cương trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Càng giáp đến bầu cử Mỹ thì tấn công của Nga càng quyết liệt, phải chăng đây là có ý đồ chính trị phía sau cái tấn công quân sự này? Cái khả năng chấm trở lại Nhà Trắng cũng có thể là kết thúc chiến đánh cũng có. Nhưng khả năng làm chuyện đánh bùng nổ, chuyện đánh lớn hơn thì tôi cho nhiều hơn. Quả thật Nga mà giải phóng cái quốc mà trước một năm thì một vừa rồi thì rõ ràng cử tri Mỹ nhận thức ra là cái thất bại và sai lầm của chính quyền Joe Biden. Mà chắc chắn bà Harry phải chịu trách nhiệm một phần chứ ạ. Trong muôn vàn vấn đề của Putin, của Nga đối Ukraine thì cái vấn đề mà không bao giờ Nga thay đổi. Có hai vấn đề Nga không bao giờ thay đổi cả.
Một, Ukraine không được vào NATO. Thứ hai, không được bàn Crimea. Crimea là của Nga này.